Xin chào thầy cô, hôm nay em sẽ hướng dẫn thầy cô cách sử dụng tính năng lịch hoạt động với vai trò giáo viên trên phần mềm Emis Kindergarten. 1. Tạo lịch hoạt động. Cô vào mục nuôi dạy trẻ, chọn lịch hoạt động. Giao diện hiển thị bảng lịch được sắp xếp theo tuần với các cột là các ngày trong tuần, còn các dòng thể hiện từng mốc thời gian trong ngày. Cô có thể tạo lịch hoạt động rất linh hoạt với 3 cách khác nhau. Cách 1. Nhập trực tiếp trên bảng. Trong giao diện bảng, cô giáo có thể điền các mốc thời gian và nội dung hoạt động vào các ô tương ứng. Nhấn biểu tượng dấu cộng để thêm dòng hoạt động mới. Nếu muốn xóa, chọn dòng đó và nhấn xóa dòng. Ngoài ra, thầy cô có thể nhấn thêm mốc hoạt động, bảng sẽ tự động thêm dòng mới ở cuối bảng để nhập nhanh khung giờ và nội dung hoạt động. Cách 2, sao chép từ file Excel có sẵn. Nếu cô đã soạn sẵn lịch hoạt động trong file Excel, cô chỉ cần sao chép từ file Excel và dán trực tiếp vào bảng rất thuận tiện. Phần mềm sẽ tự động cập nhật đúng định dạng gộp ô như trong file gốc, giúp cô tiết kiệm thời gian chỉnh sửa. Cách 3, sao chép lịch đã có trên phần mềm. Khi lịch hoạt động ở các tuần tương tự nhau và cô muốn dựa trên lịch cũ để chỉnh sửa, cô có thể sao chép nhanh bằng cách cô đứng ở tuần cần thiết lập, nhấn sao chép. Chọn lớp cần sao chép và chọn tuần cũ cần tái sử dụng. Chọn lưu để tạo ra một bản sao về lịch hoạt động, sau đó cô có thể chỉnh sửa cho phù hợp. 2. Định dạng nội dung. Sau khi nhập xong lịch hoạt động, thầy cô có thể thực hiện định dạng lại nội dung cho dễ nhìn, in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc căn lề trái, giữa, phải để làm nổi bật các thông tin quan trọng. Gộp ô để nhóm các ngày có cùng nội dung hoạt động, giúp bảng được gọn gàng và dễ theo dõi hơn. Ngược lại, nếu cô cần tách ô đã gộp trước đó để chỉnh sửa thêm, cô chỉ cần nhấp lại một lần nữa vào biểu tượng gộp ô để tách các ô ra. Đổi màu cho ô giúp tạo điểm nhấn hoặc phân biệt các loại hoạt động khác nhau. Đổi chiều bảng. Trong trường hợp bảng Excel của cô đang sắp xếp ngược với bố cục bảng trên phần mềm, cô có thể dùng tính năng đổi chiều bảng trên phần mềm để đổi từ cột thành dòng và từ dòng thành cột, giúp đồng bộ cách hiển thị. Sau đó, cô có thể sao chép nội dung từ file Excel của mình vào phần mềm một cách nhanh chóng và phù hợp với thói quen xem lịch của cô. 3. Lưu và áp dụng lịch hoạt động. Sau khi thiết lập xong lịch hoạt động, nhấn lưu để lưu lại những thay đổi đã thực hiện. Nhấn áp dụng để chính thức áp dụng lịch hoạt động cho lớp mà cô vừa thiết lập. Đồng thời, lịch học này cũng sẽ được hiển thị trên ứng dụng Emis giáo viên và ứng dụng Emis phụ huynh, giúp cả cô giáo và bố mẹ có thể theo dõi hoạt động một cách đồng nhất và kịp thời. Ngoài ra, thầy cô có thể xuất file Excel để in hoặc lưu trữ. 4. Theo dõi lịch hoạt động. Sau khi tạo xong lịch, cô giáo có thể xem lại lịch của các lớp mà mình phụ trách tại cột danh sách lớp. Lịch học của từng lớp sẽ được chia theo từng tuần, thể hiện qua các tab phía dưới. Với các tuần có lịch học đang được áp dụng chính thức sẽ có biểu tượng dấu tít. Còn với tuần có lịch học đang ở trạng thái lưu nháp hoặc chưa thiết lập thì không có biểu tượng dấu tít. Tại bộ lọc thời gian, cô có thể chọn từng tháng để xem lịch hoạt động theo tháng tương ứng. Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng tính năng lịch hoạt động với vai trò giáo viên trên phần mềm Emis Kindergarten. Chúc cô giáo thực hiện thành công!